Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị khán giả đến với Sống Khỏe cùng IDC Life. Quý vị thân mến, trong đời sống thì chúng ta thấy rằng là chúng ta mắc rất là nhiều những căn bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, và một trong những thói quen có thể dẫn đến tình trạng là mắc các bệnh dạ dày đó là thói quen sử dụng rượu bia. Vậy thì với những cái thói quen này thì chúng ta sẽ dẫn đến những căn bệnh về đường tiêu hóa như thế nào, đặc biệt là căn bệnh về dạ dày. Ngày hôm nay thì Sống Khỏe cùng IDC Life cũng đã mời đến chương trình một vị khách mời quen thuộc sẽ cùng đồng hành và tư vấn thấu đáo cho quý vị khán giả. Xin được trân trọng giới thiệu dược sĩ Trần Duy Khanh sẽ cung cấp những thông tin cho quý vị liên quan đến chủ đề ngày hôm nay của Sống Khỏe cùng IDC Life, đó là dạ dày kêu cứu vì sử dụng rượu bia. Vâng ạ, xin được chào dược sĩ Trần Duy Khanh. Rất là cảm ơn anh đã tham gia chương trình và sẽ có những tư vấn cho quý vị khán giả ở phần sau. Xin chào MC Công Nghĩa, xin kính chào quý vị khán giả. Dược sĩ Trần Duy Khanh thân mến, chúng ta thấy rằng là hiện nay Việt Nam đang là một nước có tỷ lệ sử dụng rượu bia rất là cao. Về góc độ sức khỏe, anh đánh giá như thế nào về tỷ lệ này? Theo rất nhiều các báo cáo thì Việt Nam là một trong những nước mà tiêu thụ rượu bia rất là lớn. Rượu bia thì với cái truyền thống Á Đông mình cũng thế, tức là gặp nhau nếu mà có chén rượu vào thì nó sẽ vui vẻ hơn. Rồi qua các cái cuộc liên hoan, lúc nào trên bàn nhậu cũng phải có chén rượu hoặc là bia này. Về góc độ sức khỏe này, thì với bia rượu nếu mà uống một lượng nhỏ thì đó là hoàn toàn rất tốt cho tiêu hóa, nó kích thích tiêu hóa này, cảm giác ăn ngon miệng hơn, rồi máu lưu thông tốt hơn. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta uống quá nhiều, không điều độ và uống một lượng rất là lớn thì nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến bộ phận đầu tiên, đó là gan này, dạ dày này, rồi lâu dần này, nó sẽ ảnh hưởng đến cả thần kinh. Thì chúng ta sẽ có một số cái triệu chứng như là sản rượu này, nghiện rượu này, mà rất nhiều các cái bài báo cũng như là các cái truyền hình đã có đưa tin rồi đấy. Hiện nay thì tôi thấy rằng những quý ông là họ mắc cả hai căn bệnh, đó là viêm loét dạ dày hoặc là bệnh xơ gan. Dược sĩ có thể nói và chia sẻ chi tiết hơn về cái hiện trạng mà những bệnh nhân mắc xơ gan cũng như là viêm loét dạ dày như thế nào được không ạ? Với những bệnh nhân mà sử dụng rượu bia quá nhiều ấy thì gan đầu tiên là vào thì nó sẽ kích thích làm tổn thương đến niêm mạc dạ dày, làm cho axit dạ dày tiết ra nhiều hơn, thì qua đó là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dạ dày, gây ra các bệnh lý về dạ dày. Thứ hai là rượu, đó cũng là một cái gọi là độc tố cơ thể cần phải đào thải ra bên ngoài. Vì vậy là khi mà uống bia rượu thì gan sẽ phải hoạt động nhiều hơn, với một lượng nhỏ có rượu vào thì gan có thể vẫn đào thải bình thường, nhưng mà khi mà chúng ta uống một lượng quá nhiều, gan sẽ phải hoạt động nhiều hơn. Gan, ví dụ gan được ví như một cái nhà máy để đào thải độc tố ấy. Khi mà gan hoạt động quá nhiều ngày này qua ngày khác thì gan sẽ dẫn tới các bệnh lý về gan như là xơ gan, ung thư gan. Vâng ạ, thưa dược sĩ Trần Duy Khanh, chúng ta thấy rằng là viêm loét dạ dày là một trong những cái tình trạng mà dễ gặp nhất khi mà chúng ta sử dụng hoặc là lạm dụng rượu bia, đúng không ạ? Vậy thì dược sĩ có thể phân tích rõ hơn về bệnh viêm loét dạ dày được không ạ? Khi mà chúng ta uống rượu bia vào ấy, thì nó sẽ làm tăng tiết axit, sẽ làm trực tiếp tấn công đến thành dạ dày cũng như là niêm mạc dạ dày, qua đó làm tổn thương đến niêm mạc dạ dày. Thứ hai đó là khi mà uống rượu bia quá nhiều ấy, thì rượu bia vào nó sẽ chuyển thành acetaldehyde. Đây là một cái aldehyde, nó gọi là một độc tố, nó sẽ tác động đến ảnh hưởng rất là xấu đến các cơ quan nội tạng trong cơ thể, trong đó có dạ dày, gan và cơ quan nội tạng khác. Acetaldehyde nếu không được đào thải ra ngoài nó sẽ gây độc tố. Thứ ba đó là trong bia rượu nó sẽ sản sinh ra CO2. CO2 thì nó sẽ cái dễ khí này, nó sẽ gây tác động trực tiếp đến niêm mạc dạ dày này, rồi nó gây chướng bụng, phình cơ quan nữa. Thì ba cái tác động như thế nó sẽ làm các bệnh lý về dạ dày sẽ ngày càng trở nên trầm trọng hơn, và lâu dần thì nó sẽ đến các bệnh lý về dạ dày.
Vâng, trước khi đến với những câu hỏi tiếp theo, phần trao đổi tiếp theo với dược sĩ Trần Duy Khanh thì tôi muốn gửi gắm đến dược sĩ một câu hỏi đến từ phía quý vị khán giả. Rất là nhiều quý vị khán giả cũng có đặt câu hỏi đến chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life và mong muốn được dược sĩ Trần Duy Khanh có thể giải đáp. Một vị khán giả có tên là Minh Phú ở Quốc Oai, Hà Nội thì đã gọi điện về cho chương trình và hỏi dược sĩ thế này. Thưa dược sĩ, là tôi năm nay 52 tuổi, bị đau viêm loét dạ dày mãn tính. Do hồi trước tôi hay làm việc khuya và ăn uống thất thường. Tôi thì rất thích ăn chè đỗ nhưng mà mỗi lần ăn lại đau rất là dữ dội. Vậy thì mong dược sĩ giải thích vì sao lại như vậy. Và với đối tượng là người già như tôi thì nên ăn kiêng gì để các cơn đau được thuyên giảm ạ? Vâng ạ, xin được mời dược sĩ có thể giải đáp cho vị khán giả cũng đã lớn tuổi rồi. Bác Phú đến từ Quốc Oai, Hà Nội, năm nay là 52 tuổi. Cảm ơn câu hỏi của bác đã gửi đến chương trình. Với những người mà thông thường không có bệnh lý gì ấy, thì việc ăn chè đỗ nó là rất là tốt cho sức khỏe thôi. Nhưng mà bác đang có bệnh lý về dạ dày rồi, khi mà ăn giá đỗ hoặc là ăn các loại đậu đỗ vào ấy thì nó sẽ khi sinh hơi. Như vừa rồi ấy, là các loại khí nó sẽ làm cho cảm giác như là dạ dày sẽ bị trướng ra này, phình ra này, thì nó sẽ làm cho kích thích các cái cơn đau hoặc là những có cái vết loét, những cái tổn thương ấy, thì nó sẽ kích thích vào cái vị trí đấy, làm cho cảm giác là khó chịu, tức rất là khó, nó không giống như những cái cảm giác bình thường. Như vậy thì nó cảm giác khó chịu như này, nó sẽ lâu dần thì bệnh nhân, cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân nó sẽ giảm sút. Qua cái chương trình như này thì tôi cũng có lời khuyên đến quý vị khán giả cũng như là bác đã gửi đến chương trình, đó là chúng ta có nên thay đổi một thói quen, có một thói quen sinh hoạt tốt, không nên thức quá khuya này, không nên dùng các chất kích thích, nên ăn uống vừa phải đây này, không nên ăn quá no. Nên với những bệnh nhân mà đã bị có triệu chứng về dạ dày rồi thì nên chia thành các bữa nhăm nhỏ, có thể ăn ra thành tầm 5 đến 6 bữa trong ngày, ăn với một lượng nhỏ này, ăn các loại ngũ cốc, các loại rau dễ tiêu. Vâng ạ, trở lại với phần trao đổi với dược sĩ Trần Duy Khanh. Thưa dược sĩ ạ, dược sĩ có thể cho biết rằng là viêm loét dạ dày hay là các bệnh dạ dày khác thì nó có thể dẫn đến ung thư dạ dày hay không? Đây cũng là một trong những rất nhiều băn khoăn của quý vị khán giả đang mong muốn được dược sĩ giải đáp ạ. Cảm ơn câu hỏi của anh. Với những bệnh nhân mà viêm loét dạ dày này, nếu mà không được điều trị thì lâu dần nó sẽ tiến triển đến một giai đoạn gọi là ung thư dạ dày. Thì với những bệnh nhân mà đau dạ dày ấy, có bệnh lý về dạ dày thì tôi vẫn khuyên bệnh nhân là chúng ta nên thăm khám và điều trị dứt điểm. Đừng để những cái bệnh nhân nó để đến viêm loét dạ dày mãn tính và tiến triển sâu hơn nữa là đến bệnh ung thư dạ dày. Vâng, tôi thấy rằng là liên quan đến sức khỏe dạ dày thì công việc cũng thấy nhiều người thường thắc mắc thế này ạ, thưa dược sĩ Trần Duy Khanh. Đó là tại sao chúng ta lại không nên ăn chuối tiêu khi mà bị viêm loét dạ dày? Cũng như là cái thắc mắc là liệu rằng là viêm loét dạ dày thì có lây hay không? Dược sĩ thì có thể làm sáng tỏ những cái câu hỏi này của quý vị khán giả được không ạ? Cảm ơn câu hỏi của MC Công Nghĩa cũng như là câu hỏi của quý vị khán giả đã gửi đến chương trình. Với những người bình thường ấy thì chuối tiêu là một món ăn rất là khoái khẩu đối với rất nhiều các bạn. Nhất là những bạn mà tập thể dục thể thao thì chuối tiêu cũng cấp một lượng kali rất là tốt cho cơ thể. Tuy nhiên là với những người mà mắc bệnh dạ dày thì trong chuối tiêu nó có chất gọi là pectin. Pectin này thì với những người bị bệnh dạ dày ấy thì nó sẽ phản ứng với axit dịch vị, nó sẽ gây cảm giác rất là cồn cào, nóng ruột, đặc biệt là các loại chuối xanh thì cái hàm lượng pectin của nó khá là cao. Thì khi mà ăn vào như thế ấy, nó sẽ gây cồn cào, gây là nóng rát trong dạ dày cũng như là vùng thượng vị, thì bệnh nhân sẽ cảm giác rất là khó chịu. Nếu mà bệnh nhân vẫn là thích ăn chuối tiêu thì có thể là ăn sau khi ăn no khoảng 30 phút, hoặc là ăn các loại chuối gòn này, chuối tây này, và chuối gọi là chuối tiến vua ấy, các loại chuối khác, thì cái hàm lượng pectin của nó sẽ ít hơn so với chuối tiêu, thì nó sẽ đỡ được phần nào. Một câu hỏi nữa là bệnh viêm loét dạ dày cũng như bệnh lý dạ dày nó có lây hay không? Thì với những bệnh lý dạ dày mà do nguyên nhân vi khuẩn HP thì nó có yếu tố gia đình, tức là lây qua đường tiêu hóa. Vì qua những cái bữa ăn chung này, rồi sử dụng chung bàn chải này, rồi giữa người lớn và trẻ
em ấy thì có thể có những cái nụ hôn rồi mớm cơm cho con thì qua nó sẽ lây qua đường tiêu hóa, thì bệnh viêm dạ dày mà do vi khuẩn HP thì có khả năng lây. Xin được cảm ơn những chia sẻ và những cái thông tin quý báu đến từ dược sĩ Trần Duy Khanh. Thưa quý vị khán giả, sức khỏe dạ dày dường như đã trở thành một thứ khá là xa xỉ đối với rất nhiều người khi mà những căn bệnh về đường tiêu hóa, đặc biệt là bệnh dạ dày, đang có tỷ lệ tăng rất cao trong đời sống hiện đại hiện nay. Hy vọng rằng với những chia sẻ đến từ dược sĩ Trần Duy Khanh ngày hôm nay của Sống Khỏe cùng ADC Life thì quý vị cũng đã có thêm những thông tin bổ ích để có thể giúp phòng bệnh và chữa trị bệnh được tốt hơn. Quý vị cũng đừng quên là hãy tiếp tục theo dõi chương trình bằng cách là chúng ta có thể được tư vấn kỹ hơn thông qua số điện thoại hotline đó là 0823 800 102, hoặc quý vị cũng có thể gửi những băn khoăn và thắc mắc của mình về với Sống Khỏe cùng ADC Life qua địa chỉ hòm thư tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Còn bây giờ thì Sống Khỏe cùng ADC Life xin chào quý vị khán giả và chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe để tận hưởng những điều ngọt ngào trong cuộc sống. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.